Thôi đừng có bắn con nhỏ con ơi. Giờ mình bắt con nhỏ về được không? Chú ơi, bắt con nhỏ về cho tay xanh chơi thôi, đừng có bắn nha. Trong suốt rồi. Thế so cute, mà cứ kêu đừng có bắn. Vậy là mẹ nằm trong đây nè. Còn 3 con nữa. 3, 4. Maybe 3 more home. Nghe này, mình bắt về cho tay xanh được không Thứ? Mình bắt về được không cưng? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.